Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách có tựa đề là Rùa Trâu của tác giả Ethan Lillian Voynich. Đây là một nữ tác giả người Anh và bà sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có, cũng không phải là một gia đình quý tộc. Thế nhưng mà gia đình bà thì có học thức rất là cao. Đây cũng là một yếu tố ươm mầm giúp cho cái tài năng, khả năng viết của bà. Nhưng có một điểm mình nhớ nhất trong gia đình của nữ tác giả này, đấy là anh trai của cha bà, tức là bác của bà, là một nhà địa lý học, và tên của ông thì được lấy làm tên của đỉnh núi cao nhất thế giới, đấy là đỉnh Everest. Sau đây thì mình xin giới thiệu với các bạn tác phẩm Rùa Trâu. Bối cảnh diễn ra tác phẩm Rùa Trâu đấy là khi mà cuộc chiến tranh giữa hai nước Ý và Áo đang leo cao. Lịch sử thì dành cho người chiến thắng nên là mình cũng không có biết nhiều để mà bàn luận. Thế nhưng mà có một yếu tố mà mình rất thích trong cách đưa ra quan điểm, cách trình bày của nữ tác giả. Đấy là khi mà bà đặt ra vấn đề là vì ở trong cái tình hình chiến tranh như thế, có rất nhiều những hội đảng, có rất nhiều những băng nhóm, và người ta phải quyết định, người ta sẽ quyết định xem là mình nên đứng về phía bên nào. Mình nghĩ thật ra ai đúng hay ai sai thì cái đấy không quan trọng. Quan trọng là vấn đề người ta đưa ra quan điểm và người ta có chính kiến, người ta có những lý lẽ, có những dẫn chứng để bảo vệ quan điểm, bảo vệ chính kiến của người ta. Có một người đã nhận xét về tác phẩm Rùa Trâu như thế này: có những tác phẩm không phải là đỉnh cao văn học, thế nhưng nó ra đời đúng thời điểm, nó ra đời đúng cái lúc mà người ta cần, và nó soi sáng cho nhiều người. Có rất nhiều người trong hoàn cảnh đó cần cuốn sách như thế. Và mình nghĩ là Rùa Trâu là một tác phẩm rất thành công khi mà giúp cho người đọc có thể định hướng được con đường mà người ta sẽ đi. Và rất nhiều những người trẻ tuổi trước đây, trong quá khứ hoặc là ở hiện tại, khi mà họ đang cảm thấy băn khoăn, họ đang hoang mang, họ không biết là mình nên làm gì, bâng khuâng đứng giữa hai hoặc là ba dòng nước chẳng hạn, thì khi mà người ta nghĩ là mình làm đúng, người ta có nhận thức đúng, thì người ta sẽ biết con đường phía trước là mình nên đi theo ai hay nên làm cách nào. Và Rùa Trâu thì chính là một hình tượng, anh chính là một biểu tượng của người có chính kiến và bảo vệ đến cùng cái chính kiến đấy. Rùa Trâu chính là người dù đến khi mà anh, trước khi chết, anh đã phải chọn lựa giữa tình cảm cha con và lý tưởng của mình, thì cuối cùng anh đã chọn cái chết nhưng vẫn bảo vệ lý tưởng. Mình vẫn còn nhớ trong tác phẩm Rùa Trâu thì có một đoạn mà Rùa Trâu đã tự nói như thế này: lời thề thì có ích gì? Lời thề không có cái giá trị ràng buộc nào cả. Chỉ có khi người ta cảm thấy mình gắn bó với một cái gì đấy thì đó chính là mới là thứ gắn bó người ta. Còn nếu như không có cảm nhận gì hết, không có cảm nhận được một điều gì đó, thì sẽ không thể nào ràng buộc người ta được. Và đấy chính là lý tưởng của một người trai trẻ, của một thanh niên, lý tưởng của một người mà họ nghĩ là mình làm đúng, họ sẽ đi đến cùng với cái lý tưởng đấy. Trong tác phẩm này thì có hai mối quan hệ chính của Rùa Trâu. Đấy là mối quan hệ với cha của mình, chính là một linh mục. Và thứ hai là mối quan hệ với Gemma, chính là người mà anh đã yêu ngay từ khi còn trẻ. Và trong khi mà mình càng không thích mối quan hệ giữa Rùa Trâu với cha bấy nhiêu, mình không thích người cha ấy, thì mình lại càng yêu quý chị Gemma, tức là nữ chính, bấy nhiêu. Bây giờ thì mình sẽ xin giới thiệu trước về mối quan hệ giữa người cha là linh mục cùng với cả Rùa Trâu. Ngay khi mà đọc cái tác phẩm này thì mình đã liên tưởng ngay mối quan hệ cha con giữa hai người này, thì giống với mối quan hệ của cha con trong tác phẩm Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Đấy là đều là cha, thì người cha đều là linh mục, và người cha linh mục này thì không có quyền là được kết hôn hay là sinh con, nhưng mà cả hai người cha thì đều có con ngoài dã thú. Và trong tác phẩm này thì chính là Rùa Trâu, hai người con trai đấy thì đều rất tài năng, rất là dễ mến, tức là điển trai. Thế nhưng mà đều chịu một cái kết bi kịch, đấy là hai người thì đều đã chết khi mà còn quá sớm, chết trước cha của mình. Và người cha ở trong tác phẩm này thì là một hồng y giáo chủ. Ông là một người, theo mô tả thì ông là một người được tất cả mọi người yêu quý. Ông quan tâm săn sóc qua từng hành động, qua từng cử chỉ, qua từng lời nói. Khi ông khuyên nhủ mọi người, khi ông quan tâm tới mọi người thì đều thấy ông là một người đáng kính. Nhưng mà ông ấy thì với mình ông chỉ đáng kính với tất cả mọi người thôi, còn riêng với con trai mình thì ông ấy quá độc ác.
Ông ấy khi mà nói chuyện với Duỗi Trâu thì ông ấy luôn luôn cho Duỗi Trâu quyền quyết định là thế con thích như thế này hay con thích thế nào, con thích thì ta sẽ làm theo con. Nghe ở bề ngoài thì có vẻ là ông quan tâm và yêu quý Duỗi Trâu đấy, nhưng mà thật ra không phải. Nếu như ông ấy yêu nhưng thật ra ông ấy toàn quyền để cho Duỗi Trâu phải quyết định. Ông ấy đã bỏ quả bóng trách nhiệm sang cho Duỗi Trâu, dù là khi anh ấy còn trẻ, khi anh ấy 18, 19 tuổi, và sau đấy là khi anh ấy còn phải quyết định cả việc là anh ấy sống hay chết. Ông ấy sẽ là người quyết định xem có thực hiện tòa án binh hay không. Và cái tòa án binh đấy thì nó chỉ là hình thức thôi, còn cái việc có tòa án binh thì nghĩa là Duỗi Trâu sẽ bị xử tử hình. Và ông ấy đến, ông ấy nói là ta cho con quyền quyết định, nhưng để đêm về ông ấy có thể thanh thản mà ông ấy nghĩ rằng là đấy nhá, đấy là ta đã cho con quyền quyết định rồi, ta đã cho con mọi quyền quyết định. Thế nhưng mà như thế thì quá ích kỷ, vì cuối cùng thì vẫn là Duỗi Trâu là người phải đưa ra xem là cái kết sẽ như thế nào. Và sau khi mà Duỗi Trâu đã chết rồi thì ông lại đổ lỗi cho cả những con chiên nữa. Ông ấy đổ lỗi cho những con chiên là chính vì các người, con ta thì bây giờ đã nằm xuống rồi, nó đã không còn thở hơi thở nữa, nhưng các người vẫn vui vẻ ở đây. Tức là sau khi mà ông ấy đã là người đã ký để cho quyết định được thực hiện cái tòa án binh đấy, thì bây giờ ông lại ngay sau khi Duỗi Trâu đã chết thì ông lại đổ lỗi cho mọi người, mà ông ấy không nhận ra rằng tất cả lỗi đều là do ông ấy. Mình thì không theo đạo và mình thì cũng không có ác cảm gì với cả các cha xứ cả, nhưng mà trong tác phẩm này với nhân vật Hồng Y giáo chủ này thì mình không thể nào mà yêu thích được. Nope. Còn ngược lại, mối quan hệ thứ hai của Duỗi Trâu là với chị Gemma, là người mà Duỗi Trâu đã yêu ngay từ khi còn trẻ. Thì Gemma là một người thông minh, là một người nhạy bén, và mình nhớ nhất có ba cảnh, đó là khi mà Duỗi Trâu là một người sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ, qua quá nhiều khó khăn, thì anh bị khập khiễng, anh bị chân phải của anh thì đi khập khiễng. Nhưng có ba lần thì Duỗi Trâu đều cúi mình hạ mình để nhặt đồ cho Gemma. Lần thứ nhất là khi anh còn trẻ, và khi đấy thì anh vẫn còn là một người nguyên vẹn, rất là điển trai, rất là dễ nhìn, thì anh đã nhặt một cái cải áo cho chị ấy. Và hai lần sau thì anh đã nhặt cho chị một cái khăn tay, và lần thứ ba là một bức ảnh. Hiếm có chàng trai nào mà đến cả ba lần không quỳ xuống để nhặt đồ cho một cô gái. Những cái chi tiết đấy nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy nó rất đẹp. Và có chi tiết cuối cùng, đấy là sau khi mà anh đã qua đời thì anh vẫn gửi cho chị một bức thư. Thì bức thư này may quá cuối cùng cũng đến được tay chị. Và có một đoạn ở trong cái bức thư đấy mà mình rất nhớ, mình xin đọc lại cho các bạn như thế này. Gemma, có biết không, tôi đã yêu Gemma ngay từ khi Gemma chỉ là một cô bé mặc một chiếc áo kẻ caro nhàu nhĩ với cái cổ áo nhàu nhĩ và với một cái bím tóc nhỏ ở sau lưng. Duỗi Trâu đã yêu Gemma ngay từ khi mới chỉ là một cậu trai 18 tuổi a thơ thôi. Và khi mà anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm thì anh vẫn yêu chị, yêu với tất cả sự tôn thờ, yêu với sự quan tâm. Và anh yêu mà cho đến khi chết rồi thì anh vẫn còn băn khoăn, anh vẫn còn muốn xin hôn chị, nhưng đấy đều là những nụ hôn mà không biết là chị có được phép, chị đã đồng ý hay chưa. Và có một chi tiết nữa mình cũng cảm thấy khá là buồn, đấy là chị Gemma chưa một lần nào nói với anh Duỗi Trâu là chị có yêu anh ấy hay không. Cái tình cảm của chị ấy là yêu hay là mến mộ hay là có nhiều nuối tiếc thì mình chưa, vì nữ chính Gemma không nói, nên đấy vẫn còn là một câu hỏi ngỏ. Đấy là hai mối quan hệ chính của Duỗi Trâu trong tác phẩm này, mà mình thấy là hai mối quan hệ đấy đều được đặt lên đến đỉnh cao, và Duỗi Trâu đã phải trải qua những cái tình cảm ấy, nhưng anh vẫn giữ được một trái tim tinh khôi, anh vẫn giữ được một trái tim mang đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất chân thành. Cuối cùng thì mình xin đề cập tới Duỗi Trâu. Duỗi Trâu 13 năm trước khi mà anh lưu lạc thì anh là một chàng trai mà theo lời kể của những người mà anh gặp anh lần đầu tiên thôi, như là bà chủ quán ăn hay là những người ngồi ăn cùng, thì đều thấy anh là một chàng trai lạc quan. Nếu như thay cho một bộ quần áo khác thì giống như là một bức tượng vậy, giống như là một bông hoa nở dưới ánh mặt trời, không có nhiều lo lắng, không có nhiều bận tâm, luôn luôn lạc quan. Thế nhưng mà sau 13 năm sóng gió thì anh trở về, những người trước đây từng biết anh thì đều không nhận ra anh.
Thế anh là một người đi khập khiễng, tay trái thì khuèo khòm và mất cả hai đốt ngón tay trái. Trên khuôn mặt anh thì còn có một vết sẹo dài ngoằng. Anh còn cách nói chuyện của anh thì còn có phần khiêu khích, còn có phần châm biếm. Nhưng mà không phải như vậy. Dù 13 năm có thể thay đổi về ngoại hình của anh, thế nhưng anh vẫn mang trong trái tim mình nhiệt huyết, vẫn mang cho mình lý tưởng. Và anh vẫn thêm mang theo một trái tim chân thành. Đến tận khi anh chết thì có rất nhiều người yêu quý anh, họ nuối tiếc, họ rơi nước mắt. Và đấy là những tình cảm dành cho một người, một tấm gương của một người luôn luôn theo đuổi lý tưởng và có một trái tim đẹp. Các bạn hãy tìm đọc cuốn tiểu thuyết này nhé. Đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết mà để lại cho các bạn rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy tư. Sau, nếu như các bạn đang cảm thấy mình băn khoăn không biết nên làm gì, thì khi các bạn đọc cuốn tiểu thuyết này, các bạn sẽ tìm thấy hướng đi đúng đắn cho mình. Cảm ơn các bạn.